Giờ đây chúng con kính mời vị đại diện giáo họ dâng lời cảm tạ Đức Tổng, quý cha và quý khách. Xin kính mời ông. Trọng kính Đức cha Giuse, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Thánh Giuse, quan thầy, cùng cảm ơn ân nhân được phép của cha xứ, con xin thay lời cho cộng đoàn dân Chúa giáo họ Bảo Long Trong dâng lên quý đấng và cộng đoàn tâm tình tạ ơn. Trước hết, giáo họ chúng con hiệp một lòng cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa thương ban cho giáo họ chúng con qua mẹ hội thánh, qua quý ân nhân, qua sự quan tâm tinh thần vật chất của mọi thành phần dân Chúa để chúng con hoàn thành được công trình nhà Chúa an toàn, tốt đẹp. Kế đến, chúng con thành kính tri ân quý Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô trong suốt quá trình giáo họ chúng con xây dựng nhà Chúa. Quý đấng đã không ngừng quan tâm, động viên, bàn ý kiến, hướng dẫn từng việc cho chúng con. Cách đặc biệt, giáo họ chúng con hết lòng cảm ơn Đức Tổng Giuse đương nhiệm. Kể từ khi Đức Tổng về nhận giáo phận, Đức Tổng đã không ngừng quan tâm, động viên và cho phép chúng con tiếp tục hoàn thành những hạng mục còn lại của nhà thờ. Và hôm nay Đức Tổng lại thương về ban thánh lễ tạ ơn cung hiến bàn thờ và nhà thờ cho giáo họ chúng con. Chúng con hết lòng tri ân cảm tạ Đức Tổng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng con là những người được kế thừa một truyền thống đức tin, một nền văn minh Kitô đẹp, nhất là hôm nay được hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, được gặp gỡ quý đấng, gặp gỡ nhau trong một ngôi thánh đường chắc chắn đẹp đẽ như thế này là do bao công khó của các đấng, các bậc, các vị thừa sai. Cách đặc biệt là cha Cố Hương, linh mục hội thừa sai Pa Lê, nhân ngày hồng phúc này, chúng con xin được thắp một nén nhang lòng bày tỏ tâm tình tưởng nhớ, biết ơn các đấng đã có công đặt nền móng, dựng xây ngôi nhà đức tin. Tình thương là chính sứ giáo họ chúng con đây, và chúng con tin các đấng luôn hiệp thông chuyển cầu trước tòa Chúa cách đặc biệt cho chúng con việc xây dựng nhà Chúa, để chúng con từ khởi sự cho đến ngày hôm nay được an toàn tốt đẹp. Giáo họ chúng con trân trọng cảm ơn quý cha trong và ngoài giáo phận. Cách riêng, chúng con còn có lời cảm ơn quý cha xứ
cha phó đã từng phục vụ giáo xứ, giáo họ đang hiện diện cùng cũng như vắng mặt. Vì tình thương, quý cha đã không quản ngại xa xôi vất vả đến dâng thánh lễ và chung chia niềm vui với giáo họ chúng con. Đặc biệt, chúng con có lời cảm ơn cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Minh Triệu. Cha đã vất vả với chúng con từ lúc đào ao vượt nền, đặt nền móng và xây dựng công trình nhà Chúa này. Chúng con hết lòng tri ân và cảm tạ cha. Chúng con cũng có lời cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý thầy, quý sơ, quý cố, các chú ứng sinh, quý hội đồng mục vụ, các giáo xứ bạn, quý khách xa gần đã tới thông công hiệp dâng thánh lễ và chung chia niềm vui với giáo họ chúng con hôm nay. Chúng tôi cũng có lời cảm ơn quý vị chính quyền các cấp đã tới chúc mừng cùng giúp đỡ giáo họ chúng tôi trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Có được thành quả này trước hết là do sự động lòng góp nhân lực, vật lực của nhiều thành phần dân Chúa trong cũng như ngoài giáo họ. Sự dâng góp quảng đại của quý ân nhân trong và ngoài giáo phận, nước cũng như hải ngoại, và cả từ những anh chị em chưa cùng tín ngưỡng đã quan tâm dâng cúng. Chính vì thế mà cha xứ chúng con đã nói, đây là một công trình đong đầy tình Chúa và tình người. Trong ngày hồng phúc này, giáo họ chúng tôi có lời cảm ơn cách đặc biệt sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, gia đình, ngoài giáo xứ, giáo phận và từ các cộng đoàn nước ngoài. Cho công trình nhà Chúa này, chúng tôi có lời cảm ơn các ông, các bác kiến trúc sư, kỹ sư, các hiệp thợ nề, mộc, sắt, đá, nhôm kính, các tổ thợ điện, thợ sơn vôi, âm thanh ánh sáng và hết tất cả những hội đoàn, các gia đình, cá nhân, những ai cộng tác giúp đỡ cho công trình nhà Chúa được khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay. Như cha xứ chúng con đã thưa với Đức Tổng, quý cha, quý ân nhân, quý khách và quý cộng đoàn lúc đầu lễ, có được thành quả này trước hết là do sự động lòng nhất trí cao độ và sự rộng lòng góp công, góp sức của mọi thành phần dân Chúa, giáo xứ, giáo họ. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau. Thiết nghĩ, chúng con không thể gói cho hết những tâm tình biết ơn trong một khoảnh khắc vắn vỏi. Kính xin quý đấng và cộng đoàn cho con được thay lời cho dân họ thưa lại một lần nữa rằng, cùng với tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, giáo họ chúng con trân trọng cảm ơn Đức Tổng, quý cha, quý ân nhân xa gần và quý khách. Trọng kính Đức Tổng, quý cha và quý cộng đoàn, trong suốt qua 9 năm 2 tháng 23 ngày xây dựng, chúng con đã được lãnh nhận biết bao là hồng ân, và đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày tổ chức thánh lễ tạ ơn này, mặc dầu chúng con đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không thể chu đáo khép kín được. Kính xin Đức Tổng, quý cha, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn rộng lòng lượng thứ. Để tỏ lòng kính quý tri ân, sau thánh lễ,
Giáo họ chúng con kính mời Đức Tổng, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý khách và hết mọi người tham dự thánh lễ hôm nay vui lòng ở lại tiếp tục chung chia niềm vui với giáo họ chúng con bữa cơm thân mật. Một lần nữa, chúng con xin thành kính tri ân cảm tạ Đức Tổng, quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn. Giáo họ chúng con xin gửi trọn tâm cảm mến tri ân Đức Tổng trong bó hoa tươi thắm. Kính xin Đức Tổng vui nhận.